Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một con cây ở trong game Plants Zombie nha mọi người. Ok nha. Giờ đây nha mọi người, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu nha. Ok nha mọi người. Đó, mình sẽ tô con này như thế này nhá. Đây nha mọi người, đầu tiên thì là mình sẽ lấy cái cho này. Mình sẽ tô cái màu hồng vào đây nha. Đó. Và tiếp đến là tô mắt của con này bằng một màu gì đây? Pia. Trái lê chết chóc. Mắt của con này màu xanh lá cây đậm nha mọi người. Tiếp theo là mấy cái vết đốm đốm này thì tô bằng màu tím nha mọi người. Tiếp theo là cái lá, mình sẽ tô màu xanh là cây nhạt nha. Trời ơi, buồn ngủ quá. Tiếp đến là cái lê này mình cũng phải tô màu xanh lá cây vào đây nha. Đó. Tiếp đến là cái phần chóp. Mình tô màu nâu và là xong nha mọi người. Con này khá là đơn giản nha. Mày chơi cái này. Thèm rượu phết chứ, lâu lắm rồi tôi không đi uống rượu. Uống rượu thịnh chặt mẹ cổ mất. Ờ, uống nhiều vào xong để bị như tôi đợt trước, tôi uống nhiều rượu, đợt trước uống rượu nặng ấy. Uống nhiều quá sau cấp cứu vào viện bí lách dạ dày. Mời tôi vào Hưng Khánh đi sinh nhật em họ tôi và đấy đéo biết ai với ai, cứ thế mời thôi. Xong rồi làm cho xong hôm sau bị quả nhớ đời luôn, nằm viện hết tuần đấy trời ơi. Đen thôi. Thế là từ đấy đến giờ ít uống rượu hẳn. Xong rồi mẹ bảo là chắc là ôn thi mệt mỏi căng thẳng, Căng thẳng dữ bây xong giờ. rồi ăn uống không điều độ bị loét dạ dày. Tại hôm đấy mẹ không biết uống rượu. Mẹ tôi không cho uống rượu.
Ý là kiểu mẹ không thích con gái uống rượu các kiểu ấy. Có ở gần đây chỗ nào bán xiên bẩn ngon không? À nhầm, ý hồi nhỏ Trên bạn núi có bán Trúc, đấy không? trên núi Trúc 2.000 một xiên, 2.000 một xiên đồng giá. Giá xa lắm. Ý là chỉ có mỗi chỗ để bán xiên rẻ thôi ý. Đi ra đấy thằng thì chấp nhận bỏ tiền mua rượu. Ra không quen mẹ mà địa chỉ thôi, tôi chỉ biết ở phố núi Trúc thôi, tại vì tôi ăn quán ruột, tôi hay ăn ở đấy. Thì ramen này cũng ngon đấy chứ. Chứ thèm vãi. Đi lần đấy ăn không ngon lắm nhưng mà thèm vãi. What the fuck, không ngon lắm nhưng mà là sao mà? Được cái thịt. Được cái thịt của ramen không ngon. Để con lúc Thịt một ramen mình dở lắm. ta. Bánh thì tôm hùm. Chết rồi. Bánh mì tôm hùm á? Vâng ạ, đây này. Bánh mì tôm hùm hay là tu hu? Tôm hùm. Tôm hùm hay tu hu? Hùm. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi Tôm. người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả cuối video nha. Ok mọi người. Và video của mình đến đây là kết thúc nha. Hẹn gặp tất cả mọi người những video tiếp theo. Mọi người like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp tất cả các bạn trên video. Bye bye. Tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Tạm biệt. Hơi lâu. Xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ dẫn mọi người tô mò một combo. Ok nha Smoothie. mọi người. Nước kẻ. Ghi là dụng cụ học tập cho các em học Nước. sinh đi. Tẩy và cái gì đấy như thế đó. Ok và để đỡ có nhiều ra một người mình sẽ dẫn một người tôi luôn cái này nha. Đồ để cho học sinh học nhé. Ha, cũng thích. Đồ cho bọn trẻ Thích chưa? con. Không. Ok. Ok mọi người. Nhưng mà chán thật. Chán gì trời. Không chỗ nào ăn. Ăn thì cũng không tốn tiền. À, ăn cức. Ăn cức là không tốn tiền Nhưng nha mà mà. ngày nào có ăn bánh mì cũng xót tí lắm chứ. Rồi ăn bánh mì ngày nào cũng ăn thì tốn phết. Đi làm sáng đi mà. Thì lên đây được ăn nè. Sáng qua hôm qua tôi thức khuya quá. Định ngủ rồi ấy. Mọi người nó dụ dỗ. Đúng là dại gái tôi đang ạ. Nhân viên nó dụ dỗ. Nên là lại thức. Xong rồi ngủ phát quên. Bật nó thức nó kêu liên tục này. Không biết có ông bà nó tắt nó thức của mình hay không. Sáng Biết thức. sao Sáng không? nghe được tiếng báo thức đầu. Tôi sáng nay tôi cũng thế. Sáng nay Thịnh với tôi cãi nhau vì tôi đéo dậy đi làm. Đáng lẽ không lại đi làm từ sáng cho Thịnh chiều đi học. Nhưng mà lại không làm. Vãi thì là thôi mất luôn. Đáng lẽ định đi buổi sáng tại phố đi đánh bóng cơ. Nhưng mà no. Tôi kệ mình ngày mai đi cho thoải mái. Mai đánh bóng xong quay trở lại chơi bài. Tí. Yeah, có chơi đâu mà. Thì mai để chơi bài uống nước. Không được kèo. Mai tôi bảo No. thoải mái. Chỉ bà uống nước thôi chứ không kéo đâu. Rồi, rồi. Hết tiền rồi. Thì em nhắn thầy cho người xem nha. Mai còn điên với anh. Dụ dỗ cái là thôi. Không nha má. Vô nồi. Ok mọi người chơi nha. Mình sẽ gửi tên ha. Ok. Video xin kiểm soát cho mọi người. Em xin nhiều quá. Gì cha. Để im cho con meo meo của tao đi. Đụng mí. Ok nha mọi người. Ok, mình chuẩn bị tô màu xong rồi nha mọi người ơi. Ok, chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh nha. Ok. Em không biết. Ok, cuối cùng bây giờ quyết định đấy, chả tôm thôi. Đâu đây là chả mực mà, có phải chả tôm đâu. Tôm, ăn bị là điên Chả rồi. mực. Tôm, Chả tôm mực. kiểu nó chỉ lấy mỗi lõi trong thôi nha.
Chả mực mà. Mực cho bốn vị này. Chả mực. Để Và ăn đây là cho bức nó tranh của đủ mình sau màu. khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người tô một bức tranh về một cây kẹo quế thắt nơ ở vào dịp Giáng sinh nha mọi người. Và đây sẽ là bức tranh của mình ngày hôm nay nha. Mọi người có thể xem qua trước khi mình tô màu nè. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này luôn, nên mọi người hãy theo dõi mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ phải tô. Vâng, có cả mực cả tôm mà anh. Có, tất nhiên là phải có cả mực mà. Tôm anh vẫn ăn được là được. Kể cả tôm không thì vẫn ăn được. Không phải em không ăn được mà ăn xong em là phải đi vệ sinh. Thế đi rồi. Là về nhà phải uống thêm thuốc. Đau bụng. Thì khổ lắm mà. Hồi xưa thì không bị đâu, tự dưng là giờ bị. Lần đầu tôi làm gì bị ăn tôm đâu. Nhân quả, luật nhân quả. Ok. Chuyến này là lỗ à? Lỗ rồi. Ok nha mọi người. Ok nha. Ok nha mọi người. Đấy, nay tụi mình đi sạc cái nước để vào này. Nghe chịu rồi. Ô lý. Anh Đức mới đổi sạc anh Đức. Mới đổi rồi, kiểu này chịu mới đổi thôi. Anh Đức ơi. Thế sao hôm nay nó lại vào? Mới đổi, khổ. Ý là dây sạc của anh mới đổi à? Sao hôm nay tự dưng nó Anh vào mới đổi dây cho anh không đổi cục à? được cùng làm gì không dây mà Ok. tiếng xui. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người ơi, mình sẽ chuẩn bị Rồi bây cho giờ mọi mình người về tiếp xem tục bức nha. tranh của Hẹn gặp mình. mọi người video tiếp theo của like xem kỳ tranh của mình nha. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người bao gồm một người em của Wood Fu. À, đúng không? Đây nha. Đây là mẹ của Wood Fu thì phải, chứ không phải là không phải em Wood Fu nha. Một bộ Mình tinh sẽ tô hoa như của này nha kẹo. mọi người. Vừa dành cho mọi xong bình Ý vừa là rồi ông cũng đã tô xem xong luôn hả? không mở cho bọn trẻ con đi. À, Nếu bọn trẻ con người mình cho tôi luôn nhé. Nhưng hãy mở cho bọn trẻ con này. Như là ông cũng xem Em luôn. cái này tào lao ấy, cốt truyện nhạt mà. Tào Ha kinh cả Mỹ Dung nhỉ, đi biết thật. ha ha Ok, và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video, nên mọi người hãy theo dõi Giờ mình là nha. rút lốc thành ra là đầu óc nó hơi bay bổng. Thơm quá. Trời chưa
Anh Đức ơi, anh kho thịt chưa? Em ra định hỏi anh là anh quên không mua cái gói thịt kho đúng không? Thứ yếu là chám. Em tưởng anh kho cái đấy. Phải có chám hoặc dừa cho vào mới ngon. Anh Đức ơi, sao không chám dừa về kho cùng đi anh Đức ơi. Làm gì có bán đâu, trời ơi, nãy đi không có. Nãy đi không có. Có dừa, dừa là dừa kiểu ấy sẵn. À không, nó vẫn cả quả, không phải cái gói sẵn. Anh Đức bảo có cái nịt nha. Anh Đức bảo có cái nịt nha bé. Không, tôi ghét kho với chám. Anh Đức cũng không biết là chám là cái gì kìa. Anh ơi, kho với chám không ngon đâu. Kho với chám đắng lắm. Đắng đâu ra? Hơi hơi đắng. Nó chua mà đắng rồi mà. Ờ, hơi chua, nhầm, hơi chua chua anh ạ. Là đặc quả chám, quả chám, chám là loại chua mà. Thì cho vào nó chua, ngon hơn nè. No. Cái đầu nó đắng như thế này. No. No. Nhị cha. Nhị cha. Sao hết cây rồi, có mấy con điên này. Rồi, đội hình đẹp không? Đội hình đẹp không? Hả? Đi cha. Chơi. Nó con meo meo luôn. Đủ má trên trên Safari nó chế mấy cái con này buồn cười vãi. Anh dán hết chả rồi à? Ô vãi. Em tưởng bao giờ mọi người gần về mới dán. Anh Đức bị bà bán hàng dụ dỗ. Anh biết sao người ta đang chạy chương trình không? Bởi vì ế quá không bán được. Sao chờ người ta phải giảm giá thì người ta bán mà. Nhưng mà phải em ấy, em sẽ lấy. Ờ, mua hẳn một quận dùng thử. Nó là cái bọc một quận thôi. À cái này là loại giấy. Ok nha mọi người. Chà. Ô, đơ luôn mà. Ok. Một người nào đó với em không còn muốn nữa đâu. Ok mọi người. Bảy rưỡi khiếp, đi đá bóng gì 3 tiếng anh, đi từ 5 giờ mà. 7:30 về không thì em cho thằng kia không bao giờ được gặp em nữa. Ha. Bên đại học
Ok nha mọi người. Vãi, một cà phê anh bạn em được người yêu mua cho cái vòng tay của PNG. Từ từ. Và đây Rồi, chính là bức bye tranh nha. của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người có thể tham khảo nha. Bye bye, hiểu là mọi người biết nha. Bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về trái tim ác quỷ nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này. Nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô cái sừng này bằng màu đen nha. Thế đấy là mình sẽ tô màu đỏ vào đây nha. Đây nha mọi người. Đấy, mình sẽ tô như thế này nha. Ok nha mọi người, mình sẽ tô vào trái tim màu đỏ nha. Mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình nha. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Xong mình sẽ cái này nữa nha. À.
Ok mọi người, mình sẽ vào shop để mua đồ nha. Mày tên là gì anh Đức? Mày tên là gì? Nhưng mà anh phải bảo đấy, bài tên bài đấy là gì? Thế mà anh có nhạc. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video, nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ok nha mọi người. Đây nha, mình sẽ đây cái bộ này nha. Không anh. Ô. Ok nha mọi. Mình sẽ đang tô cái này nha. Tờ giấy. Tôi xin tờ giấy. Chính xác thật vô tư. Đang tập trung. Tập trung xem gái. Sợ đúng mà. Ok. Your day started. Wanna play? Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Ước gì mình cũng thể. Anh ơi, cái áo, cái đơn áo đặt ấy, người ta hủy mẹ rồi. Người ta bảo, trong khi em không bấm hủy nhá. Em không bấm hủy. Nhưng mà người ta lại thông báo với em rằng hủy hàng mà không rõ lý do thì sẽ dẫn đến việc không được vận chuyển vào các đơn tiếp theo, trong khi em không bấm hủy nhá. Vãi đái, nhưng mà với cả là đang giao hàng rồi sao mà hủy được? Kiểu ý là đang hải quan rồi ấy. Ảo vãi, hình nó làm mất hàng của mình hay sao ấy. Mẹ cay vãi, có mỗi chỗ để bán gạo ấy. Có sai ạ, à, đi mẹ. Nó ẩn cái hàng ấy đi rồi.
Chắc có khi nó hết hàng xong nó vẫn đâu, nhưng mà nó gửi hải quan rồi mà, nó làm người ta làm mất mẹ hàng. Cái ai có mỗi cái chỗ để bán cái áo ấy có sai, mẹ số mình lận đận mua hàng chờ vãi cái đấy. Ok. Và đây là kết quả của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo thức bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.